Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Nhất kinh tâm tiền công đồng văn vũ sở tiền đàn duyên sớ điệp chân bái đạo nhiệm mi màu vô lượng thỉnh chữ tiên nguyện cầu Bồ Tát Na Tam Thông Kích có Tam Thông Kích. Thank you.
160-10 tình văn cung tình chư Phật Bồ Tát tam giới đến hiền mật niệm thử trai ngưỡng viện sư đã tốc tinh trình hoặc mồ thiên ma chu trạng nghiệp tình văn đơn trạng nghệ thiên tình khai công đạo lộ tê tử biểu tiền đối tam phủ tấu phân bề chí tả thu vùng hàm nữ thủ phiên man phủ tinh nghệ thủy phủ đại thiên long chú bát hải long vương cọp thanh trung thanh tiền đương cảnh thổ địa linh gian danh tự kỷ tí tiêm quang thanh nghi sứ giả bạch y đồng lương tê nam phù tiểu ác lan tê trương quan âm dẫn hộ ngọc nữ khai trương kim đồng bút ký phát quan nộp danh yên cô thanh cầu Phật bảo an kim mang vì ngà mộc ân thành đồng nghi trưởng trần vũ nghe tiên đi đạo hiệu y minh nghi quang kỳ vì đại tấu đế chủ đặng nghi văn ni hạnh bản bệnh sinh ngư ất mùi niên hạnh ngà canh lục về tập thật ni tuệ nghi ai ngà Thank you.
lòng người trong sáng như hương thần thần thông thông nghi biến hóa xưa gian vì đời thôn quê đất phủ dày.
ngọt kiếm vua ban lá cờ ngọt thank you.
Long Vân Khánh Hội. Các thanh đồng đạo quan bách ra chăm họ có công chi việc chi mà thỉnh thánh ông ta giáng đèn hả? À, tuân phụng như nay thần tuân phụng Tích Ca như nay dì giáo hiệu đệ tử thần hoàng thầy cùng nghe thủ khấu thủ bách bái đại bi trần trừ tiên đọc thương hôn phục dĩ đông khải thanh phục dĩ đông khải thanh nam nhạc
giáng thần hoàng an tê tê chi vong uy sát quỷ chủ tà chi dèo em bạch đằng chi tích thanh sử lưu vương biên hiệu ủy việt nam quốc Quang Linh A Tịnh Quang A Yên Nghị Cả Quang Nghị Yên Nghị Phượng Lê Lợi Ngọ Phố Đa Số 43 Y Vũ Tại Linh Tổ Sư Y Cư Hà Tượng Vùng Phật Thanh Yên Cũng Đảng Lệnh Ngọ Biết Nghị Phân A Nghị Thiên Thuyền A Nghị Sinh Kỳ An Long Vân Khánh Hội Phát Hành Đơn Nghiệp Thịnh Phật Chứng Minh Cũng Hình Hiện là nghị thánh phụng công nông chú thượng ngày ma thế đại mệnh nghị hình Điện đề hoàn túc đi trái nghị chiêu nghị hội tài nghị lộc chỉnh túc cân đa nghị phục hành loan đi giá tu thiết lễ nghi phẩm vật tập quốc kinh thường Công a thiên đi nghị ngà mã nghị lục bộ trần đi treo Chào ý cô hồn đi cầu ý nguyện quốc thay dân an phóng hiệu vũ thuận tự nội hương đông lộc tài vượng tiên thương mại thanh thông công danh thành đạt Thư cầu mệnh vị bình an yên ngôi chính vị thân đi cùng tráng kiện trí vệ viên đi phương Giải trừ hạn đi ách tai hương viễn công viên sinh thượng thọ sở Kim vị mộc ân thanh nghi đồng nghi ngà trưởng trần vũ ma thiên Đạo hiệu hòa nghi minh nghi ngà quang kỳ vị đại tấu lễ ngà chủ vị đặng nghi văn nghi hạnh bản bệnh sinh ngư ất mùi yên hạnh canh lục hợp thất tế Hiền là tê đi vũ kim ma nhiên bản mệnh ngà sinh ngư mộc tất nhiên hạnh canh lục hợp tứ y ngà tê Lam tử nghi đặng nghi ngọc nghi sơn bản mệnh sinh ngư nhâm mi tuất nghi nghi điên hành nghi canh tứ thập mà tuế Lội nghi tôn nghi đặng nghi a na bản mệnh sinh ngư tân xỉu điên hành canh nhất tuế hợp đồng ca môn tiên đặng Kim vị hữu y lê chủ Việt Nam quốc Hà nghi lội ngạ thành hai bà trưng quận là Minh Khai phường Minh Khai Nga phố Thêm kỳ ngà tỷ số 400 mỹ 50 ngà 8 đồng 460 phòng 1 tầng 27 và 11 ý vũ tại linh tử. Tịnh sứ phư Phật bảo an kim ba vị ngà nghị ngà lê chủ nghị đặc nghị ngọc nghị hạ bản mệnh nghị sinh nghị nghề nghị ư ngà vĩnh nghị thần ngà điên hành canh tam thập lục và tuế nghị. Pháp sư chân chấp với quỷ kỳ vị đại tấu Cụ bạch sớ văn minh bạch rạch ròi à Cùng phủ cho pháp thể khinh ngàn đạo hạnh tăng trưởng chúng nhân ái kính à Nhất nhật vạn cơ long vân khánh hội
nhân tiết xuân thiên. Thánh ông ta giáng đèn giáng củ giáng phúc lưu ân khuôn phủ cho xã tắc thịnh cường quốc thái dân an nhân khang vật thịnh. Đạo pháp được trường minh hòa bình thế giới dân thôn bản hạc. Sở tại xứ cư tại đất an hưng tứ thời hưng long phong điều vũ thuận được tiêu trừ ôn dịch cả. Khuôn phủ cho từ vũ hưng long. Chúng nhân cát khánh quốc đảo dân cầu. Thập phương chiêm bái ức liên hưng hỏa truyền đăng kế tự phụ sự thánh tiên cao huê tráng lệ vạn cổ anh linh ngã. Thánh ông ta khuôn phủ đồng trưởng họ Trần. Nhất một lòng tầm một đạo khăn điều áo thắm bác ghế vương ông ta ngồi bác ngồi thánh ông ta ngự thượng đồng ban dấu tay ấn tay quyết trừ tả sát quỷ hả. Chứng tâm tay quỳnh tay quế tay đoan tay phượng pháp sư văn đản tiếng hát cầm ca chúc thánh nhỉ. Chứng tâm các thanh đồng phủ đèn thanh đồng phủ điện thanh đồng đạo quan hai hàng bốn phủ lính ghế gần xa bách gia trăm họ dân thôn bản hạt trong thôn ngoài phố già la tí lão có mặt niên nay mưa không quản nắng không nề. Bái yết cửa thượng từ trần triều vấn an cửa thánh ông ta đây hả. Tiếp thêm quả phúc gia chung họ đặng họ vũ nhỉ. Tâm nguyện chí thành tu thiết đảng thiên phụng cống hoa nghi hình nhân tích tướng hình tốt lốt đẹp sở cậy đồng đèn chỉnh túc cân ni loan giá phụng hành. Anh em ta chứng giám đàm duyên trên thượng tấu đế đỉnh giới hạ chỉnh long cung biến hung thành cát cải họa vi tường. Phụng phủ gia chung họ đặng họ vũ từ lay trở đi từ chi hướng hậu được hồi gia an nghiệp phúc đến tội qua phúc lai tai tống gia được mạnh khỏe trẻ được bình an các uốn các tiểu cho công danh đỗ đạt bút điên anh phê chuẩn thương mại hành thông hả. Để tứ thời hưng long xuân đa cát khánh hạ bảo bình an thu tống tam tài đồng nghinh bách phúc tả phù hữu trợ xuất nhập bình an vận hạn giải trừ tai ương viễn tống cho tí xí tí sương được thiên hoan hỉ hả được địa hoan hỉ hả được bách thần giai nhân ủng hộ hả. Hậu tấu thiên đình thủy phủ vương phụ vương mẫu cha con anh em ta điều binh khiển tướng coi trong giữ ngoài đàn duyên được chu viên nhi tán nhỉ. Anh cho phúc đến tội qua phúc lại tài tống oan nghiệp được băng thanh hả quan. Đời chân thì bỏ mang nam hải đức đệ tam dòng dõi kim chi bao phen Đức ông mình
võ song song toàn anh hùng uy vũ hiên ngang. Chúng quân quân yêu phụ tục toàn người thủy chung mà tình quen này uy ra chân thế biết tay.
tử cứu dậy nhân gian tự do đâu đâu bình an. Đâu đây bình an cứu cho đâu đây bình an dẹp loài ta tử phàm nhan nhiều người tụng mây do đi. Thức mà tiền là đất đất đi xanh ra.
gọi đại hoàng tôi vương cô tôi gọi đại, đại hoàng sang mi sắc chủ tình nhẹ chóp ta
chuyện nhang hà bút phê sai cảm phiền chưa trước ngày đào mai ngộ trì tả sai binh bộ binh binh tùy hữu sai than bàn tuân kéo đi ẩn bẩm thường lai văn sơ sơn lên vương cơ tốt tốt ngài chép biên rõ ràng phê cho xuân quá
xuân qua hạ từ chúng mình ngoài chính để.
quận vương gia chỉ. Đình
đôi mắt phượng sáng ngời tuổi thanh xuân vừa được nghe
xiên trang hà bút phê sai cảm phiền chư tướng người đào mai hộ chi tả sai binh bộ binh tùy văn sơ dâng lên tượng lai văn sơ dâng lên cài về tổng đôi chúa biên rõ ràng phê cho dòng nhan hai quang thập cờ diệu quang minh chín cờ phương nga tích tích tăng cung rằng kim phục hoàng thần và thánh chúa thiên trung vương ca lan tân gia âm từ bi mân chúng sinh cô ngã kim đình lệ dòng nhan thập cờ diệu quang minh và chúa cầm và bạn hòn đá
cầm phà bay cháy hòn than. Cửa then cửa xuống xa ngoài này, cửa đông đông giữ cho vẹn nó sống trời.
quyết phá quân ma thù. Chỉ sắp
mười phần cầu hoàng, cầu hoàng văn võ mười phần điều quân quân đi kiền đã tương tả
cánh đồng anh tiến ra. Bye.
dược nghi tiện hạ đời. Qua miền kiếp bạc cậu về chùa Côn Lăng Sơn. Độ bình bình an lễ thanh 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 độ chữ an thì an hiền hòa đi. Sáng ngự trên tòa thanh ông nhị, sáng ngự trên tòa đòi cầu cửa suốt suốt kíp mi qua. Dục ngựa băng băng miền lý cậu cậu liền dục dục nghi ngựa băng băng miền thoát đi thôi cậu cậu đã về miền đi quang ta đinh đinh anh đi. Văn võ mười phần đi cậu hoàng, văn văn đi võ mười phần điều quân quân kiện tướng tà thần đi ra ngoài đi. Quốc quân quyền cai linh linh ban quốc nghi ân quyền cai quân quân nguyên mông mông.